báo động tình trạng mất xe tại các cửa hàng tiện ích. Có rất nhiều clip về việc trộm xe ở các cửa hàng tiện ích nhưng nhiều người vẫn chủ quan, để rồi chiếc xe không cánh mà bay. Vụ việc sau được camera an ninh một cửa hàng khu vực Hiệp Thành, thành phố Thủ Dầu Một, Bình Dương phản ánh. Trong clip lúc này phía trước có chiếc xe quay âm pha trắng, biển số 70B2-02644 đang dựng. Từ bên ngoài, một đối tượng nam đi vào tiếp cận bẻ khóa rồi leo lên tẩu thoát. Theo đánh giá của lực lượng chức năng, nguyên nhân xảy ra các vụ trộm cắp xe máy trên địa bàn thời gian qua chủ yếu là do sự lơ là và chủ quan mất cảnh giác của chính chủ sở hữu trong việc tự bảo vệ tài sản của mình, nên tạo cơ hội cho các đối tượng thực hiện hành vi trộm cắp. Công an huyện đề nghị mỗi người dân cần nâng cao ý thức cảnh giác, tự phòng, tự quản tài sản, nên lắp đặt camera giám sát hoặc gắn thiết bị chống trộm, định vị trên xe để phòng ngừa mất trộm và hỗ trợ tích cực việc điều tra khi bị mất xe. Không để chìa khóa trên xe, về đêm phải đưa xe vào nhà khóa cửa cẩn thận, gia cố những nơi kẻ trộm có thể đột nhập. Còn bạn nghĩ sao về tình huống trên? Hãy để lại bình luận ngay bên dưới video và nhấn nút đăng ký theo dõi kênh Sài Gòn TV để không bỏ lỡ những tin tức mới nhất xung quanh cuộc sống của chúng ta nhé. Gửi ngay tin nóng cho Sài Gòn TV qua hotline 0909 660 550 để có cơ hội gia tăng thu nhập nha.